Đây, cống này mới vừa mở rồi có một chiếc ghe ra đầu tiên các bạn. Mà mấy ghe lúa nó không dám ra nữa các bạn. Đây, ghe này vượt lên luôn, ở ngoài đi vô. À, ghe này là... phải giữ. Có một chiếc này dành vô trước luôn, ở ngoài vô, thường thường là ở trong cho ra hết rồi mới ngoài mới vô, chiếc này dành vô luôn rồi. Tiếp tục bữa nay có chiếc ghe chở gom các bạn. Nước lớn rồi. Thấy ngày nào cũng có một ở trong ga chiếc ghe gom hết trơn các bạn. Rồi góp một cũng có mày. Thí sinh một cũng có mày. Đi ra nước sôi chở tải nó bị lắc quá trời các bạn, quá nguy hiểm luôn. Đánh lạng rồi nãy, ghê quá trời luôn các bạn, đánh lạng kìa. Ra quá nguy hiểm luôn, bê qua đó không à các bạn. Chịu mất tiêu quá chạc luôn à. Tiếp tục ở trong ghe lúa nào giờ. Rất nhiều lần này các bạn ơi, rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chất chẹt này nguy hiểm rồi các bạn ơi, rồi xong luôn rồi. Rồi banh luôn rồi các bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Rồi quá nguy hiểm luôn. Rồi xe ngang luôn rồi các bạn. Rồi quá nguy hiểm luôn rồi các bạn ơi. Rồi nó bị chìm bây giờ, hại với mấy ghe lúa chở tải nữa. Quá nguy hiểm luôn. Rồi làm cái ghe lúa này hối lại quay ngang trên cổng này luôn rồi các bạn. Rồi xe ngang rồi. Rồi chiếc ghe này vượt vô luôn rồi các bạn. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Ghe trọng đang ra mà ghe chỗ này đang vượt vô. Nó sẽ chờ dám chút xíu phải không? Cực kỳ là nguy hiểm luôn. Ủa rồi, cái này nó cắt vô đó rồi hả? Cắm vô được.